Thuốc giảm đau có sẵn trong bếp, ai cũng nên biết phòng khi cần. Khi bị đau đầu, đau răng hay đau tai, bạn không nên uống thuốc giảm đau ngay. Trong bếp có những loại gia vị có tác dụng thần kỳ mà bạn chưa từng biết. Nghệ. Thành phần then chốt của nghệ là curcumin, là một chất chống sưng viêm mạnh mẽ. Trong nghiên cứu gần đây, curcumin có tác dụng làm giảm đau hiệu quả như ibuprofen, nhưng ít có tác dụng phụ làm rối loạn tiêu hóa hơn. Trong một nghiên cứu khác, nghệ giúp làm giảm chứng ruột kích thích đến 50% bằng cách giảm sưng viêm và co bóp cơ bất thường ở ruột. Gừng. Gừng có đặc tính chống viêm, giúp giảm buồn nôn, viêm khớp, đau đầu, đau bụng kinh và đau nhức cơ bắp. Nhưng đặc tính tốt nhất của gừng là để điều trị đau đầu. Tỏi. Tỏi có tính chống oxy hóa và chống viêm. Khi được ăn sống, tỏi có tác dụng kỳ diệu trong việc làm giảm đau, viêm khớp và các loại đau thông thường khác. Gia vị có mùi nồng này còn giải quyết nhanh chóng những cơn đau răng. Đinh hương. Tác dụng tốt nhất của đinh hương là ngừa sâu răng. Đặt một miếng bông thấm dầu đinh hương lên trước răng đau, hoặc đơn giản để vài lá đinh hương lên trên và quanh khu vực đau. Nhai trong một khoảng thời gian, cơn đau răng nhanh chóng biến mất. Húng quế. Húng quế được biết đến với đặc tính chống viêm và chống nấm. Chỉ cần một vài tinh dầu của loại rau thơm này có thể giảm đau tai nhanh chóng. Bạc hà. Bạc hà được xem là hiệu thuốc chứa đầy đủ các loại thuốc giảm đau. Loại gia vị này nhanh chóng khiến bạn hết đau răng, đau đầu, đau nhức cơ. Chỉ cần xoa một chút tinh dầu bạc hà ở vùng bị ảnh hưởng, bạn sẽ được trải nghiệm sự kỳ diệu.